Xin kính chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách chúng ta bấm hợp âm màu. Và hợp âm màu là hợp âm gì? Tại sao ta lại gọi đó là hợp âm màu? Thì trong video này sẽ có câu trả lời cho chúng ta. Vậy hợp âm màu là những hợp âm tạo nên cái màu sắc cho bài hát, cho một cái ca khúc, cho một đoạn hòa âm đó. Cái hợp âm màu đó nó khác với cái hợp âm mà chúng ta thường sử dụng. Ta thường sử dụng đó là hợp âm cơ bản, hợp âm 3, hợp âm 7. Hợp âm màu này thực ra nó chỉ thêm một quãng nào đó thôi, hoặc là nó giảm một quãng nào đó thì ta gọi đó là màu. Hoặc là có khi nó bỏ, nó đặt hợp âm và nghịch một chút xíu, nó tạo nên một cái màu sắc thì chúng ta gọi là hợp âm màu. Và cũng trong video này thì mình sẽ thị phạm một số bài, một số đoạn để chúng ta thấy được là cái hợp âm màu là nó sẽ rơi vào những cái thời điểm đó. Thứ nhất, ví dụ mình đánh một đoạn hợp âm màu đây. Cái câu vừa rồi có một hợp âm màu đó là mi sus 4 đó các bạn, đang la thứ, rồi chuyển qua re thứ bình thường, rồi có một cái sus 4. Sus 4 là bao gồm nốt mi, nốt la, nốt si. Mi sus 4 xong rồi tới mi 7, tức là ở đây là cái màu đấy các bạn, cái màu đó. Như vậy cái sus nè, hợp âm màu, ví dụ như trong cái vòng la thứ thì có mi sus 4 nè, mi sus 2. Đó, mi sus 2 là gồm nốt mi, fa thăng và si. Mi sus 4 và mi sus 2 này thường sử dụng trong những bài dân ca nha các bạn. Ngũ ta còn gọi là ngũ cung. Đó. Rồi. La thứ thì có mi, mi sus ha, rồi có si đim. Si đim thì chúng ta cũng đã sử dụng thường xuyên, nhưng mà đây cũng được liệt kê vào hợp âm màu nha các bạn. Chưa? Rồi ngoài cái la thứ thì chúng ta có la thứ 7. La thứ bình thường cộng thêm một nốt son nữa ta gọi là la thứ 7. La thứ 7 này thường sử dụng trong các cái điệu bossa nova. Được chưa? Hoặc là jazz blues. Là la thứ 7. Rồi re thứ 6, re thứ 7. Re thứ 7 là đây. Re thứ bình thường là re fa la. Re thứ 7 thì có là cộng thêm nốt đô nữa. Là re thứ 7. Lát nữa mình sẽ thị phạm một số bài có sử dụng hợp âm re thứ 7. Rồi là re thứ 6. Re thứ 6 thì là re fa la si. Đó. Chưa? Re thứ 7, re thứ 6. Rồi, mi rồi, mi sus, mi 7 rồi, mi 7 bình thường rồi. Rồi có hợp âm son bảy trưởng. Son bảy trưởng không phải là son bảy nha các bạn. Son đây là son bảy trưởng ở đây. Hát ta còn gọi là son major 7. Rồi đô major. Đô trưởng 7, đô mi son cộng thêm đô si. Rồi pha trưởng 7 luôn. Pha la đô mi. Chưa? Chỉ cần nhiêu đây hợp âm thôi đã tạo thành một cái hợp âm màu rồi. Đặc biệt có những hợp âm sút đó, sút 2, sút 2, sút 4 đó. Rồi ngoài ra thì trong cái la thứ có cái la 7 để chuyển tạo một cái màu màu sắc để chuyển qua hợp âm re thứ đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ví dụ để chúng ta hiểu được lúc nào, thời điểm nào thì đặt hợp âm màu. Ví dụ như nhạc của Bằng Kiều, ca sĩ Bằng Kiều là thường cái nhạc sĩ hòa âm người ta đặt hợp âm màu rất là nhiều các bạn, không phải hợp âm bình thường đâu. Tuy nhiên khi chúng ta đềm hát, chúng ta không cần phải đặt theo bản gốc, chúng ta đặt hợp âm bình thường vẫn nghe ok. Nhưng nếu chúng ta nghe kỹ thì những hợp âm đó đều là những hợp âm màu hết. Ví dụ như bài Trái tim bên lề. Bây giờ đang bình thường, chưa có màu. Đó, ở đây có cái màu ấy. Có cái re 7.
cái đoạn phiên khúc chưa chưa có màu, qua điệp khúc mới gom có màu. Đã chọn yêu ai rồi. Tình yêu đấy, gieo kín ở đây ở người ta có thể đặt cái hợp âm là son thứ bảy nha các bạn. Đang bình thường. Đó, không nói vẫn tiếp tục cái đặt âm son bảy thứ bảy. Thế bảy. Lòng xót xa đi bên đời. Lòng xót xa đang son thứ bình thường. Đi bên đời nhau là mi đêm. Mi đêm này là hợp âm bảy màu đó các bạn. Lòng xót xa đi bên đời. Và biết em chỉ đó, ở si đêm này cũng màu luôn. Đấy, giống như là cái đoạn hồi nãy thôi. Như vậy đó là những hợp âm màu. Hoặc là những cái bài như là Tông Lá cũng của Băng Kiều. Xin còn gọi tên nhau đó. Còn đó là những hợp âm major các bạn. Là hợp âm re thứ bảy. Đô major 7. Đó, như vậy là rất là nhiều bài. Hoặc là những bài bossa nova. Bossa nova thì chúng ta sẽ đánh hợp âm la thứ cộng thêm nốt son. Rồi khi mà chuyển qua re thứ thì chúng ta là cộng thêm là nút mi, nút si, để thành re thứ 6. Hoặc có thể là nút đô cộng thêm nút đô để thành re thứ 7. Ví dụ mình sẽ chơi một đoạn bossa nova nhá. Giờ chơi ngẫu hứng thôi nhé các bạn, không có bài nào nhá. Trong vòng la thứ các bạn để mình xem la thứ mình sẽ cộng thêm nốt son để thành la thứ 7. Đây thứ 6 không? Như vậy là ở đây hoàn toàn là khi mà mình chơi nốt sonova thì mình toàn đặt hợp âm màu. La thứ thì gồm la thứ 7, re thì re thứ thì là re thứ 6. Son trưởng thì mình đặt là son major 7. Đô trưởng thì mình đặt là đô major 7. Fa trưởng thì fa major luôn. Hoàn toàn là hợp âm màu hết các bạn. Như vậy là cái hợp âm màu ở đây là những cái hợp âm mà nó tạo màu sắc để chúng ta chơi những cái bản nhạc mà nó hơi cao một chút. Và đồng thời khi mà chúng ta chơi những cái bản hợp âm màu á thì chúng ta thấy rằng là chúng ta không cần phải chơi nhiều bản hợp âm màu. Khi chúng ta đang đánh thì chúng ta chỉ cần những chơi hợp âm cơ bản thôi. Chúng ta không cần phải chơi hợp âm màu nhá. Khi mình để điểm hát những ca khúc bình thường á, mình khuyên các bạn ở đây trong video này mình hướng dẫn để chúng ta biết thôi. Chúng ta biết để chúng ta hình dung và ý thức được rằng là ở hợp âm màu là như vậy. Nhưng khi đệm hát, mình khuyên các bạn không nên áp dụng nếu chúng ta chưa rảnh rõi, nếu chúng ta chưa giỏi. Ngoài trừ các bạn tay nghề các bạn cứng rồi, các bạn rảnh về hợp âm rồi thì các bạn đặt hợp âm màu cũng được. Còn không, cứ hợp âm 3 bình thường, la thứ, re thứ bình thường, mi trưởng hoặc mi bảy, thế là đủ. Rồi đô trưởng bình thường, trưởng
son trừ là xong. Chỉ cần 6 hợp âm đó là các bạn chơi được tất cả các bài. Ok luôn. Cứ đặt đúng hợp âm là hay thôi các bạn. Còn bạn nào muốn nghiên cứu chuyên sâu hơn thì chúng ta có thể là liên hệ trực tiếp với mình để trao đổi thêm cũng được. Số điện thoại của mình là 0919 413 828. Đó cũng chính là số Zalo của mình, hoặc là Facebook Thu Âm Đô Lương. Và phần chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.